Xin chào anh em đã quay trở lại với Game On. Sau khoảng thời gian có nhiều biến động về mặt nội dung và nhân sự, chúng mình đã comeback với những sự bổ sung mới, đi kèm là các thay đổi hứa hẹn về mặt nội dung, nhưng cũng không quên những gì đã được định hình, đã tạo dựng được niềm tin với những ai là fan của kênh suốt thời gian qua. Vì vậy, trước khi đến với nội dung chính, anh em đừng quên để lại một like, một share cho video. Còn xem xong nếu thấy hay thì sub cũng chưa muộn nhé. Còn bây giờ, Game On! Teamfight Tactics, TFT, hay còn được biết đến với cái tên thân thuộc hơn, Đấu trường chân lý, là một chế độ chơi thú vị của Liên minh huyền thoại. Nhưng khác hẳn với những màn đấu kỹ năng 5v5 truyền thống trên Summoner's Rift, tựa game chỉ mượn hình ảnh tướng cùng kỹ năng của chúng để hình thành nên một thể thức chơi theo lượt, đưa các cờ thủ xây dựng kinh tế và đội hình mong muốn, rồi từ đấy chạm trán với các đối thủ trong cùng màn chơi để tìm ra người mạnh nhất. Được lấy cảm hứng, hay chính xác hơn là thừa hưởng tất cả những gì mà ông tổ Dota Auto Chess đã tiên phong. Đấu trường chân lý dần trở thành một trò chơi cờ quạt nhân phẩm được ưa thích trên toàn thế giới, trong đó có cả các anh em cờ thủ Việt Nam đam mê đỏ đen. Kể từ mùa đầu tiên ra mắt cuối tháng 6 năm 2019, TFT hiện đã bước tới mùa thứ 9 với rất nhiều đổi thay so với cách đây 4 năm. Vậy hành trình phát triển game đã diễn ra như thế nào và đâu là mùa giải được cho là thành công nhất? Hãy cùng tìm câu trả lời trong vài phút sắp tới, nơi Game On sẽ tổng hợp lại các thay đổi từ trước tới nay của tựa game nhân phẩm này nhé! Câu chuyện bắt đầu từ phiên bản 9.13 của Liên minh, khi TFT lần đầu tiên được ra mắt cho anh em LOL thủ đổi gió sau những chuỗi trận 5v5 căng thẳng. 14 tộc và 10 hệ được trình làng với tất cả các tướng Liên minh quen thuộc đã gắn bó với anh em từ trước tới nay. Bằng cách sử dụng chúng cùng các kỹ năng đặc trưng vốn có, Riot khéo léo giới thiệu một tựa game mới trên nền tảng những thứ quen thuộc, giúp game thủ không quá bỡ ngỡ khi phải làm quen các cơ chế như xây dựng kinh tế qua lượng vàng có được, mua bán tướng và sắp xếp sao cho hợp lý. Tất nhiên, nếu bạn từ Dota Auto Chess chuyển nhà sang thì việc làm quen này khá dễ dàng. Nhưng phần lớn các tay mơ còn lại sẽ gặp khó khăn khi lần đầu trải nghiệm một tựa game dùng nhiều não hơn là phản xạ tay chân. Cái gì mới mẻ thì nên đơn giản sẽ là tối ưu nhất. Do đó, TFT Beta không hề có một cơ chế đặc trưng nào, tập trung hoàn toàn vào các tướng và xây dựng đội hình mà thôi. Game cũng giúp định hình các phân lốc quân cờ với vai trò đặc thù và nó vẫn tồn tại đến tận ngày nay. Dàn phòng thủ với các Brawler, Guardian có sức chống chịu tốt. Dàn chủ lực phân ra 3 lớp rõ ràng: trường phép dùng sát thương kỹ năng, ta có Sorcerer, đam tay gây sát thương vật lý có Gunslinger, Ranger. Còn thích kiểu ám sát núp lùm móc lốp thì Ninja hay Assassin sẽ làm thỏa mãn thú tính của anh em. Đặc trưng của mùa đầu tiên có lẽ nằm ở việc các hệ tộc có tính đỏ đen khá cao, bởi phần lớn trong số chúng tương tác qua chỉ số phần trăm rất nhiều. Glacio cho tỷ lệ phần trăm làm choáng trên đòn đánh, Yordle cho phần trăm né tránh lên tới 90% nếu kết hợp được chính quân. Hay giờ nhất là Phantom với tỷ lệ ngẫu nhiên khiến một tướng địch bị đưa về vỏn vẹn 100 máu khi vào combat. Thử tưởng tượng, bạn vỗ béo carry cho lắm vào, về lết bị team có Phantom chó đỏ làm tụt máu đúng carry thì chỉ có nước chim cúc. Tất nhiên, vẫn còn các tộc hệ khác khá độc đáo và thú vị. Điển hình như Robot chỉ có mình Blitzcrank với khả năng vào trận kéo luôn. Hay Shapeshifter giúp tướng biến thành dạng mới, nhiều sức mạnh hơn. Đặc biệt, mầm mống của nổ hũ cũng đã hình thành ngay từ mùa đầu với tộc cướp biển, rơi ra dương vàng sau mỗi round. Tuy nhiên, những cái gọi là phần trăm ảo ma Canada đã bao phủ toàn bộ mùa đầu tiên. Nó không chỉ đến từ hệ tộc mà cả trang bị. Kinh hoàng nhất là bộ 3 item, kiếm cong, đao tĩnh lặng và tàng kiếm khi được lắp lên các xạ thủ. Kết hợp với 50% tỷ lệ bắn thêm đòn đánh của họ, khiến cả team địch trong một ngày không đẹp trời bị biến thành những chú hề tí hon, không xài được chiêu mà cũng chả được đánh thường. Dù vẫn có các đội hình hay ho, mạnh mẽ như Draven đế chế, Karthus 1R hay bộ đôi song long quẩy nguyên sàn, nhưng công bằng mà nói, tính nhân phẩm đã áp đảo hẳn tính chiến thuật, thậm chí cả tính công bằng. Bởi dù bạn có làm kinh tế tốt đến đâu, xoay cờ xếp quân đỉnh cỡ nào, nhưng không ăn ở tốt thì các tình huống out top lãng xẹt vì mấy cái tỷ lệ phần trăm đầu bòi rẻ rách ấy vẫn luôn hiện hiện trước mắt. Nhưng thôi, dù sao đây cũng là mùa đầu tiên để Riot vừa làm vừa học, ta cũng không nên đòi hỏi gì hơn, đúng không nào? Bước sang mùa giải thứ hai, Rise of Elements, nguyên tố trỗi dậy. Mọi thứ đã bắt đầu đi đúng quỹ đạo hơn. Lần đầu tiên Riot thêm vào cơ chế ngoài các hệ tộc và trang bị, đó là các ô nguyên tố ngẫu nhiên xuất hiện trên sàn đấu. Lửa tăng tốc đánh, nước cho mana khởi đầu, đất tăng máu vĩnh viễn và gió cho tỷ lệ né tránh. Cơ chế này hay ở chỗ, nó trung hòa cả tính nhân phẩm đặc trưng của game lẫn tính chiến thuật cho người chơi. Bởi dù sự xuất hiện và bố trí của ô nguyên tố là ngẫu nhiên, nhưng việc cho tướng gì đứng trên ô nào lại nằm ở chính bạn. Đó là bước tiến mà Game On đánh giá khá cao so với mùa đầu tiên.
vẫn là lượng lớn các tộc hệ cùng hàng hà sa số tướng. Tuy nhiên, chúng khoác lên mình những cái tên mới phù hợp với chủ đề hơn như gió, lửa, băng quốc, ánh sáng hay bóng tối. Thậm chí với tộc hóa thân, Kiana và Lux có thể biến thêm một nguyên tố khác phục vụ cho đội hình. Để mà nói về điểm nhấn của mùa 2, hẳn anh em sẽ nhớ tới một mùa giải cực kỳ lộn xộn trên bàn cờ theo đúng nghĩa đen. Bởi có rất nhiều hệ tộc và cách chơi khiến bàn cờ từ thông thoáng trở nên chật chội như đường Sài Gòn Hà Nội giờ tan tầm. Tiêu biểu trong số này phải kể đến tộc rừng với khả năng copy bản chính khi đủ 3 đến 6 quân. Z với chiêu thức triệu hồi phân thân vô hạn cùng chỉ số và trang bị chả khác gì hàng view. Hay Zira hỏa ngục trồng cây gây rừng đốt cháy đối thủ trong tích tắc. Chính điều này vô hình chung làm giảm tính chiến thuật trong việc xét tướng. Bởi sếp làm gì khi trước sau nó cũng sẽ đẻ đầy sân để hành hạ người ta mà thôi. Tất nhiên bên cạnh đấy cũng có các hệ tộc thú vị. Bản thân người viết từng rất thích bộ cờ mãnh thú với khả năng dứt điểm đối thủ ở ngưỡng 25% máu. Nó thú tính thực sự. Hay con sinh carry chả cần đánh thường, cứ xịt độc chạy quanh rồi nhìn đối thủ chết dần chết mòn. Tuy nhiên, các đội hình mắn đẻ phần lớn đã chiếm sóng mùa 2, nên dù có tiến bộ đáng kể so với mùa beta, nhưng đồ chơi chân lý lúc này vẫn cần làm nhiều hơn để thu hút anh em cờ thủ. Nhất là khi đấy, tựa game cờ quá tiếp theo của nhà Valve là Dota Underlords cũng rục rịch ra mắt. Mùa giải thứ 3, Galaxies, Vô hạn thiên hà, ra mắt giữa năm 2020 ở bản 10.6 với mong muốn đưa người chơi đến những thứ mới mẻ, màu sắc hơn so với mùa giải nguyên tố trước đó. Đặc trưng cơ chế mùa 3 là những quy luật thiên hà. Khi mỗi trận đấu, 8 người chơi sẽ được du hành đến các vũ trụ có quy luật khác nhau và buộc mọi người phải tuân theo. Thiên hà Nico cho Nico trợ giúp để áp tướng dễ hơn. Tinh vân tím cho tướng 4 vàng ở vòng trợ khởi đầu. Vũ trụ đổi lại cho phép reroll cháy máy. Hay thiên hà chim to giúp linh thú nhiều máu hơn để PK cho đã. Cơ chế này cũng tương tự mùa 2 khi song hành cả yếu tố nhân phẩm lẫn chiến thuật bởi quy luật là dành cho cả 8 người và phần thắng chỉ mỉm cười với ai tận dụng nó tốt nhất. Cũng từ mùa 3 trở về sau, Riot đã kèm thêm một big update giữa mùa giải giúp mọi thứ tươi mới thêm một lần nữa qua sự bổ sung các hệ tộc cũng như cho họ sửa sai những gì quá imba trong giai đoạn nửa đầu mùa. Đây cũng là mùa có sự cách tân về hệ tộc đáng kể nhất so với hai mùa trước. Nổi bật nhất có lẽ là cơ chế hợp thể lần đầu xuất hiện ở tộc cơ giáp khi ba tướng Annie, Rumble, Fizz có thể dung hợp tạo thành siêu chiến binh Garen uy lực. Hay Miss Sochun và Gangplank có thể mua thêm nâng cấp chiêu thức trong cửa hàng giúp chúng càng trở nên nguy hiểm hơn. Và cũng vì Riot đã chú trọng hơn đến phản hồi người chơi qua việc hotfix các vấn đề ngay trong phiên bản kèm một cái big update giữa mùa, nên từ đấy meta mùa 3 trở nên cân bằng và đa dạng hơn rõ rệt. Thật khó để có thể tìm ra một đội hình ưu tú hay chiếm sóng phần lớn mùa 3, bởi cứ qua mỗi phiên bản lại có vài anh tài nổi lên. Ở nửa đầu, ta có rồng thần nổi loạn mang dáng dấp sinh mùa 2, các pháo thủ bắn cháy máy như xạ thủ thời beta, Jin và những người bạn, hay Kale, thánh nữ quả trả. Cũng không thể quên món trang bị chén ân huệ cực lỗi đã mang tới những Syndra hay Sona chén thánh khuynh đảo meta năm nào. Master Yi cầm kéo choàng ung dung dọn bàn từ tốn. May sao, update giữa mùa mang tới những phi hành gia, cô máy chiến đấu đã giúp những mối ung thư nửa đầu mùa bớt bị chú ý hơn. Cơ mà ta lại có các bài khác cũng bá dơ không kém, như siêu công nghệ được bóp gián tiếp nhờ thiên hà tí hon và hệ sao đôi, hay binh đoàn Hyperon màu vàng với những Saya Pikachu, Osama Bilazic chẳng hạn. Cơ mà rõ ràng, khi liệt kê nhiều cái tên như vậy cũng đủ để anh em thấy mùa 3 đa dạng thế nào so với hai mùa trước đấy rồi. Bên cạnh các đội hình mang nhiều tính chiến thuật đấy, Riot cũng không quên phát triển một hệ tộc dựa nhiều vào nhân phẩm, và mùa 3 là không tặc. Với tỷ lệ rớt vàng, thậm chí là đồ mỗi khi kết liễu quân cờ đối phương, những Grace, Darius, Jace và Gangplank luôn đem tới cảm giác hồi hộp, phấn khích cho hội anh em mê đỏ đen, đặc biệt là Gangplank với cú nổ hủy diệt sàn đấu. Tóm lại, mùa 3 cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của Riot trong hành trình phát triển game và đem tới sự hứa hẹn cho mùa giải tiếp theo. Fate, định mệnh. Sau khi du hành chán chê qua các vũ trụ ngoài không gian, mùa 4 đem đến cho anh em đam mê cờ quạt một không khí mang đậm màu sắc Trung Hoa cùng cơ chế mới, tinh anh. Hiểu một cách đơn giản, game sẽ cung cấp cho mỗi cờ thủ cơ hội nhận được tướng xịn trong cửa hàng với mốc 2 sao cho sẵn, cùng với đó là một hệ tộc ngẫu nhiên của tướng đó được tính gấp đôi. Cơ chế này khá thú vị khi nó gần như ngay lập tức cung cấp một siêu sao cho đội hình, từ đó vạch ra cho bạn con đường đến chiến thắng dựa trên tướng tinh anh đó. Tuy nhiên, công bằng mà nói, tinh anh là bước thụt lùi của Riot trong việc xây dựng cơ chế so với ô nguyên tố mùa 2 hay các vũ trụ mùa 3, bởi nó vô hình chung rất mũi những người có kỹ năng tầm trung trở xuống. Với các cờ thủ trình cao, họ có thể dễ dàng xoay chuyển bàn cờ dựa trên tinh anh sẵn có, chơi chuỗi thắng với một tinh anh khỏe đầu game hay mạnh dạn bán tinh anh đang có để tìm một quân xịn hơn khi cục diện cho phép.
Nhưng với các amateur hay gà mờ, spam thủ thì đó lại là câu chuyện khác. Nhiều lúc bạn sẽ rơi vào cảnh lên đội hình một đằng, tinh anh một nẻo, hay rôn cháy máy vẫn không thấy tinh anh mình cần. Hoặc là bị game lừa, một tinh anh xịn đầu trận, tưởng đâu cứ theo đội hình đấy thì sẽ vào top, nhưng rồi rôn hoài rôn mãi không thấy các tướng còn lại đâu. Cơ mà bỏ qua vấn đề cơ chế có phần con dao hai lưỡi đó ra, thì các hệ tộc mùa 4 vẫn khá ấn tượng. Tiêu biểu có thể kể đến Cuồng Giáo, triệu hồi Galio siêu ngầu, Nguyệt tộc với cơ chế độc lạ bình dương khi có thể đưa tướng vượt ngưỡng 3 sao truyền thống và lên 4 sao, điều chưa từng có tiền lệ. Thế nhưng tất cả đều lu mờ trước một tộc có thể xem là top đầu về tính đỏ đen, đó là Thần Tài. Đã có rất nhiều tộc hệ được xây dựng dựa trên nhân phẩm từ mùa đầu tiên đến nay. Thế nhưng để gọi tên một tộc hên xui thú vị nhất từng được Riot sản sinh thì chắc chắn Thần Tài mùa 4 thứ 2 không ai dám chủ nhật. Với 5 tướng cơ bản gồm Tam Genj, Annie, Jinx, Katarina, Sejuani, chỉ cần thêm một tinh anh thần tài bất kỳ là hành trình phiêu lưu đỏ đen của bạn chính thức bắt đầu. Qua cơ chế, nhận càng nhiều trận thua liên tiếp, bạn càng nổ hũ to khi thắng trận sau đó. Thần Tài thực sự là một canh bạc liều lĩnh nhưng đáng để mạo hiểm. Ban đầu có thể chỉ là những hũ vàng cơ bản, nhưng nếu bạn là bậc thầy của sự nhẫn nại và kiên định, thì đồ xịn, sẻng vàng và vô số thứ khác sẽ là sự tưởng thưởng xứng đáng. Cơ mà, đời thì đâu phải lúc nào cũng như mơ. Ranh giới top 1 hay top 8 với cái màn hình xám bất ngờ, Âu cũng chỉ cách nhau gang tấc mà thôi. Đã có bao nhiêu anh em đâm vào Thần Tài, cố chấp với chuỗi thua để rồi rút ra không kịp. Hệ quả là Tài đâu không thấy, toàn thấy tai ương, tai họa không ạ? Vậy nên chân lý rút ra khi chơi Thần Tài mùa 4 hay các hệ tộc nhân phẩm nói chung chỉ gói gọn trong 6 chữ thôi. Người không chơi là người thắng. Nhớ nha! Kết thúc mùa 4 với những thú vị đến từ trò đỏ đen của Thần Tài, ta đến với mùa 5, Reckoning, ngày phán quyết với 58 tướng cùng 27 hệ tộc cập bến cuối tháng 4 năm 2021. Tên mùa giải đã đề cao tính đối đầu nên các hệ tộc cũng có phần ghen ghen khá rõ nét. Nổi bật nhất là Thần Sứ Ma Sứ với đội quân vô cùng đông đảo cả hai phe, Thiên Thần, Ác Quỷ hay Long Tộc, Đồ Long chẳng hạn. Còn về cơ chế, mùa 5 lần đầu quan tâm đặc biệt tới trang bị khi chơi chúng làm hai phe, lớp trang bị cơ bản và trang bị hắc ám. Hiểu đơn giản, dòng trang bị hắc ám đã bị làn xương đen nguyền rủa, đem tới một sức mạnh lớn hơn so với cơ bản, tuy nhiên đi kèm sẽ là một bùa hại nào đấy mà bạn phải chấp nhận đánh đổi. Trang bị hắc ám được ghép từ các mảnh trang bị hắc hóa kiếm được từ các phòng chợ hay kho vũ khí. Tuy nhiên, việc chọn xài chúng hay không là tùy anh em. Đây là điểm tích cực của cơ chế sau một mùa tinh anh có phần thụt lùi mà Gamer đã nói ở phần trước, bởi nó cân bằng cả tính chiến thuật và nhân phẩm. Một số trang bị hắc ám tiêu biểu có thể kể đến: Ác Kiếm Tử Thần, khi tham gia hạ gục cho thêm AD và cộng dồn vô hạn, đổi lại bị giảm 20% máu tối đa. Hay Bùa Xanh Đen Đậm cho nhiều mana hơn khi máu xuống dưới 60%. Dù các trang bị hắc ám là con dao hai lưỡi, nhưng không thể phủ nhận chúng đã định hình lối chơi, thậm chí là meta cho rất nhiều đội hình mùa năm. Nổi bật nhất có thể kể đến Lớp Lăng Hắc Ám với Bùa Xanh Đen Đậm, Yasuo Gánh Tim với Bàn Tay Phục Hận, hay các Jax, Mordekaiser được cầm khăn giải thuật hắc ám quẩy từ đầu đến cuối combat. Ngoài trang bị thú vị, các tướng mùa năm cũng đặc biệt không kém khi có khá nhiều cái tên mang tới làn gió mới lần đầu xuất hiện. Có thể kể đến Teemo phải mua bằng máu thay vì vàng, Bè Lũ Ác Quỷ có thể hồi sinh một lần nữa từ cổng địa ngục, hay Long Tộc với khả năng ấp trứng chờ thời dù chưa thể khóa lấp cái bóng thần tài quá xuất sắc của mùa trước. Tuy nhiên, công bằng mà nói, tính chiến thuật của mùa năm rất cao khi các đội hình đa dạng, chủ lực dàn trải cả ở tuyến đầu và tuyến sau. Thậm chí các tướng chỉ thuần chống chịu như Leona, Mordekaiser hay Tứ Kỵ Sĩ cũng có thể một mình carry nếu đồ chuẩn. Và đó là những gì Gamon chúng mình tổng hợp và phân tích về đấu trường chân lý trong giai đoạn khởi đầu đến mùa năm, một chặng đường khá dài để tựa game phát triển và hoàn thiện hơn. Hãy đón chờ những nhận định của Gamon ở 4 mùa giải còn lại trong phần 2 của series để cùng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đâu là mùa giải đấu trường chân lý hay nhất. Vậy nên nếu anh em đã xem tới đây, cũng khá dài rồi đấy. Đừng quên để lại một like, một share, một subscribe và bật cả nút chuông thông báo để không bỏ lỡ video tiếp theo của Gamon nhé. Tất nhiên, các nội dung quen thuộc của kênh cũng sẽ trở lại trong thời gian tới, chứ không chỉ có mỗi TFT đâu, nên anh em cứ yên tâm. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!